Bạn, đây là con cá lốt này. Màu đỏ. Thường là những cái loài cá mà có màu sắc sặc sỡ như màu vàng, màu đỏ, màu xanh lấp lánh, thường là hay nằm ở trong cái san hô hoặc là ở trong những cái rặng đá. Thứ hai là nó có cái con cá lốt này, nó có cái đặc điểm là một cái dấu chấm, chấm mờ mờ thôi. Đây, nó có một cái dấu chấm hai bên. Đấy, hai bên đều có hai cái dấu chấm đen. Đấy, mờ mờ thôi đúng không? Đấy, thì đấy là cái cách nhận biết. Còn cái loại cũng một cái loại cá màu hồng nữa, nhưng ở chỗ mình gọi là cá nhở. Cá nhở thì hồi trước mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Đấy, cá nhở. Đấy, thì là những cái cá này thì thường là nó cũng tương đối giá trị cao, cho nên là thường là xuất khẩu Trung Quốc. Đấy, chuyển sang đường biên ấy. Chuyển sang Trung Quốc. Nên đây là sắp đến dịp Tết rồi. Cho nên là nhà mình chuyển làm một số con để gửi cho khách hàng, biếu khách hàng thân thiết cuối năm. Đây nó rất là tươi. Cá này nấu món gì không? Cá này thì thường là ví dụ như là hấp, nấu canh chua, kho. Đấy, ăn rất là ngon rồi đó. Con dao động từ to nhỏ như thế không? To nhỏ thì tùy. Con cái loại nhỏ, có loại nhỏ như thế này. Đấy. Đây, con chấm đèn này, đúng không? Cá lốt. Nhưng mà có những con ví dụ như chỉ có 7-8 lạng thôi, nhưng có con đến 20kg, 30kg. Đây là tùy, bởi vì đây là hàng tự nhiên nhé, hàng biển tự nhiên chứ không phải là hàng nuôi hoặc là nuôi gần biển hay nuôi cửa biển, không có. Đây là hàng tự nhiên hết. Cái này không mơ được à? Cái này không mơ được. Dấu hiệu nhận biết không? Rồi, đây là cái dấu hiệu của... Cá là lốt đúng không? Ừ. Con này hàng này chịu xuất khẩu đúng không? Để các con